cái loại nước sốt mới mà mình mới vừa tìm được ở bên Thái, nó rất là ngon. Đây nha, quay thử cho các bạn coi nha. Này ăn xài ăn cái gì là bá đạo nha. Tôm và ớt ngập luôn nha. Giá của một cái chai như thế này á là 190 nghìn, và vì số lượng sách về có hạn nha, cái này mình phải ấy, cho nên bạn nào đặt hàng thì nhắn tin cho mình hoặc comment thì cái ngày mình về mình sẽ sách về luôn. Hai chai này bữa đi mua ở Thái nè. Cái loại nước sốt mới mà mình mới vừa tìm được ở bên Thái, nó rất là ngon. Đây nha, quay thử cho bạn coi nha. Này ăn xài ăn cái gì là bá đạo nha. Tôm và ớt ngập luôn nha. Giá của một cái chai như thế này á là 190 nghìn, và vì số lượng sách về có hạn nha, cái này mình phải ấy, cho nên bạn nào đặt hàng thì nhắn tin cho mình hoặc comment thì cái ngày mình về mình sẽ sách về luôn. Hai chai này bữa đi mua ở Thái nè. Chia sẻ với cho mọi người một cái loại mắm mà mình mới vừa sưu tầm được ở bên Thái, rất là ngon, giá thì chỉ có 190 nghìn thôi. Nhưng mà bạn nào order từ hai chai trở lên mình mới ship nha, tại vì mình không có phải là bán được cái này, tại vì thấy ngon quá. Chia sẻ cho những ai mà tín đồ mà ăn chua hay là những cái người mà thích ăn những cái món ăn lạ, và đây là một cái loại mắm mà mình đã tìm hiểu rất nhiều ở bên Thái, mình thấy nó ngon. Đây là cái chén mắm mà mình bữa mình order về hai chai, ngon hết rồi. Ngon. Những ai á mà tín đồ của ăn giặt á thì không thể nào bỏ qua được cái mắm này. Bên trong nó có tép nha, hành phi nè, tiêu nè, ớt nè. Một trăm chín mươi ngàn một chai, bạn nào mua từ hai chai trở lên mới ship nha. Hôm bữa á sắp về hai chai ăn trong tích tắc luôn. Thì bạn nào mà order thì 4 tây tháng 9 này mình qua bển, 7 tây về có sẽ giao. Người yêu bao năm mà tự nhiên nó phản bội mình thì nhanh tay thỉnh ngay cái này về. Hồ ly vip bên mình đây, chiêu thức đây. Những ai mà đột nhiên nó bỏ mình, quen bao nhiêu năm mà giờ nó mê con khác. Một combo này luôn, cả một dầu yêu với một cái này luôn thì chỉ có 900 nghìn thôi, nhưng mà hiệu quả là tuyệt đối nha mấy bạn. Bạn nào đã từng thỉnh phép bên mình rồi cũng biết nha, nhanh tay liên hệ tại vì về đúng có 3.000 hộp thôi. Cưng ghê, có thể làm xong môi được luôn. Chị chú tên riêng của từng cặp luôn nha, cho nên bạn nào khi thỉnh thì nhớ nhắn tin họ tên với lại ngày tháng năm sinh qua cho mình. Bao cute. Người nào lâu năm không gặp rồi vẫn hiệu quả hết nha.